các cô chú anh chị ha. Hôm nay em quay lại cái cây đinh lăng của em cho cô chú anh chị xem nè, để em chia sẻ ha. Thì trong quá trình mà em làm cái cây đinh lăng này đó, thì em cũng đã quay cho cô chú anh chị xem rồi đó, nhưng mà hồi lúc đó là em mới ghép, nhưng mà bây giờ nó ra quá tù tủ luôn cô chú anh chị. Thì ở đây nếu mà cô chú anh chị nào có muốn chơi mà cái dòng đinh lăng mà muốn cho nó mà lạ mắt hơn người ta đó, thì cô chú anh chị cũng có thể ghép. Đặt ví dụ như chúng ta cũng có thể ghép loại này, chúng ta ghép loại khác, hoặc là có lẽ là chúng ta ghép hai ba loại vô cũng được ha. Thì em chia sẻ cho cô chú anh chị, đây là cái gốc đinh lăng của em ha. Gốc đinh lăng này thì cô chú anh chị biết là nếu mà kiếm làm được ra một cái cây đinh lăng mà nó có cái độ co lắc này thì nó rất là khó nha cô chú anh chị và các bạn. Tại vì thằng đinh lăng này thì nó họ nhân sâm mà ha. Ngoài công dụng nó chữa bệnh ra thì nhiều anh em người ta cũng chơi mà cây cảnh bonsai. Em cũng làm theo anh em ta chơi, nhưng mà cô chú anh chị thấy cái đường cong lắc lượng không ha. Chúng ta muốn tạo mà một cái cây đinh lăng mà được cái dáng mà nó co lắc như vậy thì rất là khó nha cô chú anh chị. Phải chúng ta phải làm từ nhỏ mà phải có mà thêm một chút kinh nghiệm nữa chúng ta làm mới được, chứ nếu mà uống như vậy thì nó rất là khó uống ha, cũng rất là dễ gãy. Thì cô chú anh chị nào mà có thích chơi loại này thì có thể comment cho em ha. Thì đây là cái giống đinh lăng á, ta nói gọi là đinh lăng mà để làm thuốc đó, chính đó, là cái đinh lăng thường thường ta gọi là đinh lăng nếp đó cô chú anh chị ha. Đinh lăng cái lá nó vừa, nó không nhỏ mà nó cũng không to đó. Còn đây là một loại này là em ghép cho nghe cô chú anh chị ha. Em ghép vô cái này, một người là ta gọi là đinh lăng lá nhuyễn ha, còn một người ta gọi là mà đinh hương. Thì cái lá này em thấy là nó thơm hơn cái lá mà đinh lăng lá mà dừa dừa của mình đó, lá chung của mình đi ha, em gọi là lá chung đi, thì nó thơm hơn cô chú anh chị. Nhưng mà cô chú anh chị biết là nó rất là lâu lớn, thằng đinh hương này nè, ví dụ như cô chú anh chị trồng mà khoảng 2 năm thì cái cây đinh lăng của chúng ta nó có thể là bà lớn ha. Đinh lăng lá chung nó có thể là bằng cái nhánh này ha, còn mà đinh hương thì nó rất là lâu lớn, nó có thể 2 năm nó khoảng chưa bằng cái nhánh nhỏ như này nữa cô chú anh chị, nó rất là lâu lớn. Thành ra nếu mà chúng ta muốn chơi đinh hương mà cái muốn cho cái cây bự thì chúng ta là ghép qua đinh lăng ha. Thì ở đây em là cái gốc mẹ nó là đinh lăng lá chung ha, em ghép trên đọt này là đinh hương cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị đinh hương nè, cô chú anh chị nào mà biết rồi thì chắc có lẽ là gành ha, còn cô chú anh chị nào chưa biết thì đây là cái dòng đinh hương. Đinh hương lá nó thì nó không có xanh bằng cái lá đinh lăng. Em phân biệt gì đi cho cô chú anh chị nó dễ hiểu ha. Lá này nó hơi ngang ngã cái màu vàng vàng thôi ha. Sợ ở đây thì nói chung là trong cái cây đinh lăng của em này là ba thứ nha cô chú anh chị. Đây là một đinh lăng lá chung đó, em ghép trên đọt này là đinh hương, còn cái gốc này là em ghép đinh lăng mà loại cái lá nó có khía này cô chú anh chị ha. Nè cô chú anh chị xem tham khảo giùm em nha. Đó thì cô chú anh chị biết là tại vì cái đinh lăng nó là có cái dáng thế như vậy rồi, thì ở đây em làm một cái đuôi cô chú anh chị nè, em ghép cái dấu ghép này cô chú anh chị xem giùm em ha. Đó, cái dấu ghép nó đã liền lâu rồi cô chú anh chị. Đó, nó đã ra tược, em cũng đã cắt hết một lần này. Lúc đó nó lên mà nó ốm quá, tại vì ở trên đây cái đọt nó bự quá thì nó sẽ phát triển mạnh hơn, còn cái này thì nó sẽ phát triển chậm hơn cô chú anh chị, thành ra nó chậm phát triển hơn ha. Đó, thì cô chú anh chị có thể là ghép hai ba thứ vô. Đó, thì em ở đây em ghép là trong đây là hai thứ với một cái cây chính nữa, là trong đây là ba thứ cô chú anh chị. Mình chơi thì nói chung là mình làm những cái mới lạ ha, mới đồ chơi. Cô chú anh chị xem tham khảo nhìn cũng rất là ok ha cô chú anh chị. Cái này nó chưa được đẹp, tại vì cô chú anh chị biết thường thường ta nói cái cây lên chậu thì như hoàng hậu lên ngôi, mà cái cây đẹp mà để trong cái mà thùng nhựa này nhìn cái cây nó cũng không có đẹp lắm ha cô chú anh chị. Thì nhưng mà cái cây này muốn đẹp thì chúng ta phải đổi sang một cái chậu kiểu ha, chậu gốm sứ gì đó thì nó sẽ rất là đẹp. Còn chúng ta để như vậy thì nó nhìn nó không có đẹp không ha. Em quay cho cô chú chị xem ha. Đó, có cái đuôi này lúc trước là em cũng có uống một cọng dây kẽm anh chị
nhưng mà nó em tháo ra lâu ngày nó ngóc lên, thành ra bây giờ em cục cái cọng dây kẽm nè, em cục cọng dây kẽm em mà gịch nó xuống cho nó cái đuôi nó ngã xuống chút, thì cô chú anh chị nhìn song song thì nó cũng rất đẹp ha cô chú anh chị. Đó. Thì như ở đây là cái mình mẹ ha, đây như cái đầu con dê con, mình tưởng tượng như là một cái đầu con gì ha cô chú anh chị, đó, nó có cái sừng đi lên, ở đây thì có một cái đuôi, thì nó uống lượng lắc lượng theo mình mẹ nó thì nhìn cũng tạm ok, đó, cô chú anh chị xem tham khảo giùm em ha, nếu mà có thích dòng này thì làm cho mình một hai cây chơi, cái dòng này thì em chia sẻ cô chú anh chị những cô chú anh chị nào chưa biết á, là nó rất là dễ trồng, chẳng hạn như mà ở đây đi, nó ra một cái tược, đặt ví dụ đi ha, đó, cô chú anh chị nó nè, có thể là bẻ cái nhánh vậy nè, còn cô chú anh chị ghim xuống đây, ghim xuống đất nha, rồi thời gian là nó sẽ sống rồi cô chú anh chị, nó rất là dễ trồng, ha, rất là dễ, nhưng mà thật sự ra cái nhánh nó ghim rất là dễ lên nha cô chú anh chị, nhưng mà khi cái gốc, cô chú anh chị cắt sát ngang gốc này nè, cô chú anh chị trồng lại, nếu mà không biết cách trồng nó sẽ không bao giờ lên tược, trồng một năm trời luôn nó không chết. Nhưng mà nó không lên tược, nó nằm hoài cô chú anh chị. Nên lưu ý điều đó cho em ha. Đặc, ví dụ như cây này cô chú anh chị cắt ngang trên đây nè. Cắt ngang trên đây, cắt ngang trên đây, ghim xuống vẫn sống. Nhưng mà cắt hết trong đây, lấy cái gốc không trồng lại. Nó khó, rất là khó lên tược. Ở trước nhà còn màu đem vô đây thì nó cũng hơi lớn cô chú anh chị. Ở trong kia là cái cây mini của em làm trong cái vỏ ốc á, em trồng trong vỏ ốc. Cây đó là cây linh sam trắng. Thì nói chung em chơi cây kiểng thì em cũng đã nói ha, chơi gì em quay cho cô chú anh chị xem cái đó. Thì em ở đây em thích chơi, làm cho vui cô chú anh chị, chủ yếu là quay cho cô chú anh chị xem tham khảo thôi. Nhiều khi cô chú anh chị nào mà muốn chơi những dòng đinh lăng này đó, nhưng mà chưa có gành hay là muốn cách thức sao gì đó ha, thì em quay em chia sẻ. Còn có cần thông tin gì thì cũng có thể liên hệ với em cô chú anh chị ha. Để em quay một lần nữa cho cô chú anh chị xem ha. Rễ thì nói chung là em không có sửa, tại dòng lăng này mà mình để thiên nhiên anh chị, sửa rễ thì nó cũng khó giòn, với hai nữa nó không phải như những cái dạng mai chiếu thủy, linh sam hoặc là mai vàng gì hết cô chú anh chị. Nó quan trọng là cái thân nó quái quái. Thật sự em thấy nhiều anh em chơi đinh lăng cũng nhiều cô chú anh chị, nhưng mà hô nói mà tìm một cái cây mà để cái dáng thế mà nó lắc lượng như vậy á, mà cái tầm này thì nó em chưa thấy nha cô chú anh chị. Thường thường đinh lăng anh em ta trồng ta chơi á, là ta lấy cái gốc ha, cái rễ cho nó bự rồi xong xuôi rồi cái thân nó đi thẳng thẳng lên bắt quá thì nó cong, nó lắc qua lắc lại nhẹ nhẹ thôi cô chú anh chị ha. Còn mà hôm nói cái mà là cái độ co lắc như cái cây này á, thì nó rất là hiếm nha cô chú anh chị. Đó. Thì cái cách thức mà uống cái cây này nó cũng công phu dữ lắm. Nếu mà được một cái cây mà như vậy ha, thì nó cũng rất là công phu, thêm nữa mình cũng phải có chút kinh nghiệm đó. Cô chú anh chị thấy đâu phải cái con này nó lơi đâu đó. Cô chú anh chị nhìn nè, ngón tay em bỏ vô sát cái này là không lọt, trên này thì lọt đó. Nó lắc rất là gắt nè cô chú anh chị, cô chú anh chị xem ha, rất là lắc đầu nó nè, một cục luôn. Một lần ở đây nó cũng có cái nhánh đó nè, đây cái nhánh nhưng mà em cắt người ta keo, bây giờ nó muốn liền luôn nè. Đinh lăng này cô chú anh chị ha, trồng mà cắt chừng nào thì nó ra tược nhiều hơn chừng đó. Cô chú anh chị thấy nè, em cắt mấy lần bây giờ nhánh nó ra thấy ghê ha. Ghép đinh hương vô đinh lăng nó rất là mau lớn, còn đinh hương để trồng thì rất là lâu. Những cô chú anh chị nào mà có trồng thằng đinh hương rồi thì biết đó, nó rất là lâu lớn. Rễ thân gì cũng vậy, nó lâu lớn lắm. Chỉ có đinh lăng thôi, đinh lăng mà cái dạng lá chung á thì nó mới mau lớn. Còn thằng này nè, thằng này nó cũng chậm lớn đó nè cô chú anh chị, cái thằng đinh lăng mà loại cái lá sắn sắn nè à. Nhưng mà em thấy là cái thằng này khi mà nó ra nắng cô chú anh chị, khi mà nó ra nắng ha, nắng mà đầy đủ thì nó có ngã cái màu, nó tựa tựa như là cẩm thạch cô chú anh chị. Nó có cái viền ở ngoài ha, nó có cái viền lá ở ngoài này nè, như là cẩm thạch cho cô chú anh chị, nhìn cũng rất là đẹp ha. Đinh lăng này thì em không biết gọi là đinh lăng gì, nhiều người gọi là đinh lăng thái gì đó, em cũng không biết nữa, tại vì em thấy đẹp đẹp thì em ghép vô em chơi thôi. Cô chú anh chị mà có thích mô hình này thì làm cho mình một hai cây đồ chơi. Em một lần em đinh lăng em cũng nhiều lắm, nhiều cây bonsai cũng độc độc không à, nhưng mà em cho
mấy anh em lại chơi đó, gặp ta thích thì em tặng cho ta về ta để bàn làm việc, hoặc là ta để ban công rồi ta chơi. Em giữ lại chỉ có cái cây này. Cây này là tại vì từ buổi đầu tiên đó, khi mà em bước vào mà em tập tành em chơi cây đó, thì em trồng cái cây này. Thì nói chung là cái cây này tới hiện tại tới bây giờ đó là nó khoảng 6 năm. Nói 6 năm chắc có lẽ là cô chú anh chị không tin. Thật sự là 6 năm. Tại vì em trồng trong cái, thứ nhất là em trồng trong cái bầu, em không có trồng ngoài đất ha. Trồng ngoài đất thì nó rất là mau lớn, còn trồng trong bầu đó. Với em thường thường em sang trồng lâu lâu em đổi, em thay đất cái này hoài, thành ra cái cây thì nó tầm khoảng 6 năm đó cô chú anh chị đó. 6 năm mới được gì ha. Rồi hôm nay em chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn cái cây đinh lăng của em đó. Ghép hai loại ha, một loại thì ghép đinh hương, thì một loại là em ghép mà đinh lăng lá sắn sắn nè, có khía nè ha. Thì để em sẽ để trên màn hình cho cô chú anh chị xem mà cái cây đinh lăng nguyên thủy của em ha, cây đinh lăng nguyên thủy của nó đó, mà em chụp hình mấy năm trước á, nó cũng còn hơi nhỏ, bây giờ thì nó bự ra cho cô chú anh chị xem. Rồi, clip chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ha, hẹn gặp lại trong video tiếp theo của em nha, bye bye.